Chào mọi người, mình là Ngoan đây. Hôm nay Ngoan sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách cài đặt chặn người làm phiền trên Facebook. Chúng ta vào Facebook, vào dấu ba gạch ở phía bên phải, ở phía trên bên phải. Sau đó các bạn vào cài đặt vào quyền riêng tư. Tiếp theo là chúng ta vào cài đặt, kéo xuống chỗ chặn. Đây, chữ chặn có cái hình người và dấu sẹt. Và chúng ta thêm vào danh sách chặn. Chúng ta muốn chặn người nào thì chúng ta nhấp vào tên người đó. Ví dụ như có rất là nhiều người, bạn muốn chặn người nào thì bạn cứ việc nhấp vào người đó và chúng ta chặn. Thế là chúng ta đã chặn những người mà làm phiền chúng ta trên Facebook. Các bạn mà thấy cái video này hữu ích thì hãy like và đăng ký để xem được cái video Ngoan chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.